Chào cả nhà nha, đã đến kênh của Hương Trần TV và cuộc sống ở Mỹ. Thì cả nhà ơi, hôm nay lại mình sẽ trở lại kênh của mình nữa nha cả nhà. Bữa nay mình sẽ nấu một cái món cũng rất là mau lẹ, đó là mì Ý nha cả nhà. Bây giờ là thành phần mì Ý thì nấu thì sẽ có những cái gì thì cả nhà theo theo mình nha. Cả nhà ơi, mình đã chuẩn bị xong những cái nguyên liệu để mình nấu mì Ý nha cả nhà. Thì ở đây mình có này, ớt chuông màu đỏ với màu xanh cho nó đẹp nha cả nhà. Rồi thêm củ hành với tỏi, củ hành với ớt chuông, với ớt đỏ mình đã sắt sẵn nha cả nhà. Sắt giống như vậy nè, miếng vuông vuông những cả nhà. Tỏi thì mình để hồi qua phía phần bên đây, là mình để mình xào thịt bò. Thịt bò này, dĩa thịt bò này là khoảng 2 phao nha cả nhà. 2 phao. Rồi thêm cái thứ tiếp theo nữa là cái hũ này nè, mới là quan trọng. Hũ sốt cà nha cả nhà. Trong cái hũ sốt cà này á, nó có ớt, tỏi, rồi muối, đường nữa nghe. Nó hơi chua chua cái vị. Thì có nhiều hiệu lắm, nhưng mà mình thích mua cái hiệu có chữ ra ru này, mình xài hồi đó tới giờ luôn nghe cả nhà. Rồi thêm nữa là tiêu và ớt. Ớt tương á, còn ai ớt này ớt xay sẵn đó nha, ai muốn xài ớt sa tế nha, nó ngon hơn nghe cả nhà. Thêm một món nữa cả nhà phải cần, đó là mì 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 sợi vàng á, mì cọng vàng giống như cọng bún của mình đó nghe cả nhà. Đây mình có khui sẵn một hộp cho cả nhà coi. Đây mình nghĩ Việt Nam mình hay là ở đã có những cái cọng mì giống thế này nè đó. Thì cái món mì này á, cả nhà biết không, làm đi trong vòng 20 phút là gia đình mình sẽ có ăn món thật là ngon mà bổ dưỡng nha cả nhà, mà rất là mau lẹ nha cả nhà. Bây giờ trước tiên cả nhà hãy đi theo mình để mình đi luộc mì nha. Đây mình sẽ bỏ mì vô. Ok. Gia đình mình á, là chỉ ăn một gói thôi nha cả nhà. Khi nào nếu mà ăn hết mình sẽ luộc thêm, luộc nhiều quá ăn không kịp thì mì nó sẽ bị hư nha cả nhà. Và mình sẽ đổ vô đây thêm một chút dầu nha. Dầu này sẽ làm cho mì khi mà chín nó sẽ không dính lại nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha cả nhà. Đậy nắp lại chờ cho mì chín rồi mình đi làm nước sốt. Thì cả nhà ơi, bây giờ chảo nó nóng rồi nha cả nhà. Mình sẽ đổ dầu vô. Đó, đổ vô cỡ nhiêu dầu để thôi nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy chảo nóng không? Bắt đầu dầu nó sôi liền luôn đó. Xong, mình bỏ này. Tỏi phi vô. Rất là dễ, lúc này mình sẽ dặn lửa lớn lên nha cả nhà. Đó, như vậy là được rồi. Bắt đầu mình bỏ thịt bò vô. Đó. Khoảng hơn 2 phao thịt bò nha cả nhà. Mình xào một chút cho nó thơm đi. Xong bây giờ mình bắt đầu nêm nếm nha. Tại vì thịt bò nó mau chín lắm, mình không thể nào mà để lâu được hết á. Bây giờ bỏ vào đây một nửa muỗng muối nha. Một hồi mình nêm lại. Lửa lớn lên nha cả nhà. Nửa muỗng muối mình bỏ vô đây. 2 muỗng đường. Mình bỏ ớt đồ vô liền luôn cả nhà, tại vì thịt bò nó mau chín lắm, mình phải bỏ mấy cái này vô liền luôn. Củ hành lột một lượt luôn. Ok. Bây giờ mình bỏ hết 2 hũ raru này vào một lượt luôn nha cả nhà. Một hồi mình nêm sao nha cả nhà. Xong rồi. Đầu mình bỏ ớt vào, tiêu vào. Tại vì thịt bò nó sẽ chín liền luôn. Mình gắt ăn tiêu nhiều lắm, thơm. Mình thích ăn cay, mình cho một muỗng ớt. Bây giờ bắt đầu trộn cho nó đều đi. Bắt đầu khi mà trộn cho đều rồi, cả nhà nêm lại nha. 10 phút thôi là tắt liền. Không có để lâu, lâu là thịt bò nó không có ngon. Cái món này á, cả nhà là cái ngon nhất là mình phải dằn vô đây một muỗng nước mắm. Rất là thơm.
Ok, như vậy là xong rồi đó. Bây giờ chờ cỡ chừng 2 phút nữa cái mình sẽ nêm nếm theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Tại vì có người thì thích ăn vị hơi chua chua, tại mì Ý là phải ăn chua, tại tại sao nó làm cà là ăn chua đó cả nhà. Còn như người Việt Nam mình thì ít ăn chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Như gia đình mình đó, thì thích ăn chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Như vậy là đã xong rồi, chỉ chờ mì chín là mình sẽ ăn thôi. Thì cả nhà ơi, hồi nãy mình quên á, còn thêm một cái món xúc xích nữa cả nhà, mà mình đã sắc rồi nè cả nhà, tại vì hai đứa con mình nó thích ăn cái xúc xích này dữ lắm, bỏ vô đây rất là ngon nha cả nhà. Mình quên đó, bây giờ mình bỏ vô sao nha cả nhà. Thì cả nhà ơi, sau 20 phút mình đã làm xong món mì Ý nha cả nhà. À, bây giờ là mình với con trai mình, hai mẹ con sẽ chuẩn bị ăn nha cả nhà. À, bây giờ cũng đói bụng rồi, hai mẹ con cùng ăn. Bây giờ con gắp mì đi. Con tự gắp đi, mẹ tự gắp luôn. À, gắp mì bỏ vô. Xong rồi mình chế sốt vô. Còn đang nóng hổi nghe cả nhà. Nè. Chế vô nghe cả nhà. Ăn 2 muỗng. Ok. Chế vô 2 muỗng luôn con. Con phải ăn sauce nhiều, con muốn ăn vừa vừa một muỗng được, đủ cho con rồi. Ok. Bây giờ nè. Ừ. Rồi, bây giờ mình ăn nha con. Bây giờ hai mẹ con mình ăn. Đói bụng rồi đó. Rồi ăn thử coi ngon không? Con á, biết sao không? Cái sốt á, nhiều khi mình chế nhiều nó sẽ thấm vô. Nó rút vô nó ngon lắm. Còn mình chế ít á, nó sẽ lạc. Nếu chừng nào lạc thì con chế thêm nha. Đúng. Ừ, rồi mẹ ăn thử cái coi. Mời cả nhà ăn nha cả nhà. Ngon quá. Cả nhà biết không? Ai mà có con nhỏ đó, con nít đó, nó khoái ăn món này lắm. Con mình là lúc nó nhỏ nhỏ đó, mình làm á, mấy đứa này nó biết ăn cái món này hồi nhỏ xíu. Con nhớ không, hồi nhỏ là mẹ em nấu món này cho con ăn hồi nhỏ đó, con thích lắm phải không? Bây Nhớ. giờ cũng vậy. Nhưng mà hôm nay em á, nó biết làm món này rồi. Nó biết Mà rồi em. con gái mình bây giờ nó làm ngon hơn mình luôn đó nha. Bây giờ á, mình muốn ăn á, là mình chỉ cần nói là con gái mình nó về nó nấu mà nó nấu ngon hơn mình luôn, chứ không phải mà chưa chắc bây giờ mình nấu qua qua nó nữa. Cay chua chua ngọt ngọt được Đúng. không? Bữa nào con làm món này cho mẹ ăn được không? Giờ em nó biết làm rồi, cho con làm cho mẹ ăn được không? Ngoài miệng mẹ chắc không bằng đâu mẹ ơi. Con phải thử nè, Có con phải tập làm nữa không? mà. Dạ có Bữa mà. nào đó con biết làm, mai mốt á con có thèm á, nhiều khi mẹ đi đâu đi chơi xa đó, rồi cái mẹ con nhà con làm thì em nó đi đâu con làm con ăn. Không sao đâu. Con sẽ gọi em con. Gọi nó về bắt nó làm cho con ha. Bữa nay á mẹ đi vô chợ mẹ mua đồ nấu mì Ý nè. Bữa nay là ngày Valentine con biết không, Biết. mà ngay chỗ mà bán bông á cả nhà, mình không thấy bông mà mình thấy đàn ông không à. Mấy ông đàn ông á con có biết không, quằn đi mua bông, ông nào cũng lấy xung xăng lựa bông rồi. Trời ơi, thấy ôm bó bông tội nghiệp lắm, để đi tặng cho mấy bà vợ, mấy cái người yêu của mình. Mẹ nói trời ơi, mẹ nói mẹ tính quay rồi, mà mẹ hơi ngại quá. Trời ơi, nhìn cái đám bông á cả nhà, quăng lục lội nghe lửa gì người ta nói xơi xác hết trơn, mà nhìn mấy ông rất là thấy thương luôn. Thì mình về mình nói chết rồi, trời ơi hồi nãy phải có con đi theo, con lựa bông, con lựa bông cái mẹ quay mấy cái chú đó cho mọi người coi. Con gái mình đã đi học á, chưa về. Thằng hai mẹ con làm xong rồi đói bụng quá, ăn trước. Cái mì này á,
nó vừa cay chút ní thôi, chín chút ní thôi, rồi cái nó cũng ngọt nhưng cũng béo lắm, cái nước sốt nó béo lắm á, Con biết làm sao nó không có cay nhiều không? sao Tại béo. vì á, nhà mình bữa nay hết ớt sa tế rồi. Thành ra mẹ chỉ bỏ ớt xay á, ớt xay sẵn á, cái ớt đó thì nó không có cay bằng ớt sa tế. Nó Mình thấy cái cây này cũng vừa vừa thôi, giống hả? như có nhiều người không có ăn cay nhiều được á, cái này là ăn ăn gì này cũng tốt, nó vừa chút ní thôi, mình chỉ nhấc nhột nhột thôi, nó không có cay. Còn mấy cái rau cải á, có nhiều mấy đứa phải không, nó không có phải ăn rau cải đâu, bỏ cái này vô thôi nó thấm cái nước sauce á, ngon dữ lắm, nó không Cả có. nhà biết không, có hai cái phao thịt bò thôi mà hai trái ớt chuông với một cái củ hành thôi đó mà mình làm ra một chảo gì luôn, ăn tới ngày mai á, nguyên một ngày cũng chưa hết đó cả nhà biết không. Mà thịt bò á, thì ăn nó tốt cho sức khỏe, rồi thêm cà nữa, cà mình ăn cũng tốt nữa cả nhà. Thành ra cái món này á, ai mà có nhiều công chuyện đó, bận bịu đó, mình chỉ cần chạy vô bếp mình nấu 20 phút là xong, nói chung gọn lẹ luôn. Mà mấy đứa con nít đó nó ăn đó, nhiều lắm, nó ăn được nhiều lắm, mình không biết làm sao chứ con gái mình tại sao mà nó biết làm món này là lý do nó ngon quá, rồi nó được ăn hồi nhỏ tới lớn đó, thành ra nó thích. Nó nói con ha, con muốn biết tự cái món này là con mơ mốt con ăn là con thích, con tự vô bếp con nấu con ăn vậy, là con rất là mê món này vậy đó. Rồi cái mì này nó ngon lắm á, tại vì bình thường á cái Ăn mì thêm đi con, ăn thêm dĩa nữa ngon quá, ăn thêm mẹ cũng con ăn sẽ thêm ăn, dĩa nữa. nhưng mà cái món này á bình thường á hay là nó ăn nó cái cà người ta làm chua dữ lắm, người Mỹ gọi buffet hay gọi chỗ nào kìa nó cũng chua hết trơn kìa, mà cái này á nó không có chua dữ lắm, nó vừa ngọt như mẹ nói, nó vừa ngọt vừa chua vừa cay đồ. Bây giờ mẹ hỏi con à, con trả lời. Dạ. Mẹ đẻ con ở Mỹ hay đẻ Việt Nam? Có sao không nói vậy? Cho mọi người nghe. Để bên Mỹ. Mình đẻ nó ra ở bên Mỹ nha cả nhà. Mà con mình nó nói tiếng Việt nãy giờ cả nhà nghe không? Tại sao con biết tiếng Việt nhiều vậy? Thì con cần về Việt Nam biết con đi học cho năm hay gì phải không? Không. Cả nhà biết làm sao con mình nói tiếng Việt nhiều không? Con mình nó rất thích nói tiếng Việt. Mà con không nhớ sao con phải nói mẹ ơi ở nhà mẹ đừng có nói tiếng Anh với con thích mẹ nói tiếng Việt tại con muốn nghe biết thêm một cái thứ tiếng khác nữa, thành ra ở nhà mình lúc nào mình cũng nói tiếng Việt với con mình hết chứ. Hồi nãy con mình có nói cái khúc mà ở Việt Nam nó đi học đó là có lúc mình qua Mỹ từ lúc mình sanh con mình cho tới cháu nó 6 tuổi đó, bắt đầu nó được vô học ở bên Mỹ là học lớp 1 á, là mình mới qua Việt, mình ở bên Việt Nam suốt mình làm ăn đó cả nhà. Và khi á, con nó vô học lớp 1 là ở bên Mỹ mình mới đem con về đây, ở bển nó cháu được đi học mẫu giáo rồi đi học lớp 1 ở tại Việt Nam nha. Con mình nó đi lấy ớt thêm với lấy tiêu, nó thích ăn cay thành ra đi lấy thêm hai món Vì cái mình ớt thích. mình đang ăn á là ớt ớt dầu mỡ, ớt phải không? Và chỉ ăn Cái nước sốt này nè, anh chị ở Việt Nam á theo mình biết á là nó cái hũ cà chua đó đó, cái sốt cà chua ở Việt Nam có thể không có bán, mình tự làm. Mình bầm bầm ra ớt cà đó, mình sẽ bầm ra với chung với ớt ớt trái mà loại xanh xanh mà dài dài vậy nè cả nhà, rồi với tỏi mình xào nó lên, nó có vị chua mình dằn muối với một chút đường vô là mình sẽ có cái nước sốt này. Còn ở đây mình không có cần làm cái nước sốt này nữa là tại vì nó có làm sẵn rồi, có rất là nhiều loại luôn, thì mình thích ăn loại nào mình cứ mua về đó. Thì nãy mình có nói cho cả nhà nghe mình thích ăn cái loại mà có chữ raru á. nãy giờ ăn hoài thấy Con không? trai mình ăn hay dữ á, ngon lắm, mấy đứa này nó thích ăn lắm. Nhưng cái là nó gọn lẹ.
nó không có làm cho mình cầu kỳ hay là rất là lẹ. Chút con khui lon nước ngọt rót nữa mới ngon lắm cả nhà. Còn gót cho mẹ ngươi nha. Ngon mẹ. Mày mẹ. Cả nhà ơi, nếu cả nhà thích cái kênh của mình á, nhớ nhấn nút like, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha cả nhà. Mình làm cho mình có cái động lực á, để mình làm những cái clip tiếp theo cuộc sống mỗi ngày ở bên Mỹ vậy thôi nha cả nhà. Giờ mẹ ăn thêm một miếng mì nó ngon quá. Ơi, quá trời ngon luôn á. Valentine hôm nay là Valentine á, mình ngày nghỉ của mình không có đi làm mà ngay ngày Valentine. Thì chỗ mình làm cũng có tổ chức tiệc tùng rồi. Ngon hả con? Ngon. Bây giờ mình uống nước đi. Mời cả nhà nha. Mời. Mời. Uống. Ngon quá. Bỏ chút thêm ớt này nó ngon lắm. Thấy nó con ăn cay ha, nó có hay phải cay không, không, cay cái ớt nó cay dữ không con, bột muỗng nó cay vậy đó nó cay hả, cay ngon, cay không phải là cay đau nhưng mà cay ngon dữ lắm. Đâu con cho mẹ ăn miếng à, chắc ăn không. Múc cho mẹ chút ớt á, chút ớt hả. Chút thôi, chút gì con múc cho mẹ ít thôi, con muốn múc cho mẹ nhiều dữ lắm đâu. Nhiều á, chút thôi. Thử cái ớt này mấy gà mẹ mua, mẹ chưa có xài cái loại này được. Thử coi nó cay cỡ nào mà con la nó ngon. Nhưng mà con bỏ nguyên một muỗng luôn là hơi trời nhiều ơi, chút. Ngủ ăn chắc hồi khóc luôn. À, không khóc hôn hu luôn. Nay con làm hết homework chưa? Nhập hỏi rồi. Dạ. Học ở bên đây á là cũng dễ lắm, nhưng mà chỉ là cái bài nó nhiều thôi. Không có gì khó đâu, giống như mỗi ngày ngoại lớp thầy giảng bài. Sáng là mấy giờ con thức dậy đi chim? Mẹ nghe 5 giờ thì con đi rồi hả? Bây nghe giờ lục đục sáng thức dậy á là 5 giờ sáng con thức dậy. Rồi cái con sửa soạn. Rồi cái năm con sửa soạn vòng vòng 5 giờ 30 con mới xong á. Cái con chạy xe 30 phút quay trường. Cái học tập gym. Gym nó mở 6 đông giờ. Đông con. Không, sáng mà mẹ. Chắc ai cũng lười biếng, chỉ không, có con siêng thôi. Không, chỉ có 5, 6, 7 người thôi. Có mấy người siêng, thiệt là siêng, mới chịu khó mới đi vậy thôi. Chứ giờ đó ngủ ngon mà. Con 5 giờ sáng, 5 giờ mấy là mình nghe con mình thức dậy lục đục. Nó lái xe đi lại trường á. Chỗ trường đại học college đó cả nhà. Là em nó, cháu nó là nó muốn tập gym cho khỏe trước rồi đó, đầu nó mới vô nó đi học. Đúng rồi, tại vì nó nói lại có mấy người thôi thì nghỉ giờ đó thì học sinh nó tới 8 giờ mới đi học thì người ta cũng phải ngủ đồ mà. Con mình thì nó muốn đi tập á buổi sáng cho nó khỏe. Mấy không giờ tốt. Con mới đi ăn? Đi ăn hả? Bây giờ trước khi con đi ăn á là con học một cái lớp. Nhưng mình vô lớp thầy giảng bài rồi mình nghe rồi thôi. Rồi cái hai cái lớp kia của con còn đi hay cái lớp thể thao. Rồi cái vòng vòng 12 giờ á con mới ra rồi cái con mới ăn. Và có ngày á nếu mà con thấy con no quá đó con sẽ bỏ đói tới 5 giờ sáng tới 12 giờ chiều con mới ăn. Thấy mà ăn dữ không, hơi dữ không, khóc không. Ủa nãy con hỏi nè, có ăn có cay không cưng?
cay, thơm Cay chớp à? mà mẹ thấy nó ngon á, Ngon. nó thơm. Trời, có con trai mà kêu mẹ bằng cưng dẹp cả nhà. Có con trai đứa con gái. Mấy cái ớt này á là hãy cần cẩn thận mới được á, tại bây giờ bên Mỹ có nhiều người phải không, và người ta muốn làm cái ớt cay hơn á. Cái này đó, không biết cái gì không, Cái này cái cái hũ này không phải ớt. gì? Phải mà. Lộn ăn chay Hủ ơi, này hủ gì vậy? nè để nấu canh chua Canh chua. cả nhà ơi, hũ súp nấu canh chua, hũ Giống như ăn bún nhưng mà riêu. ăn nó cũng ngon á, bỏ vô ăn cũng không không có biết, nãy giờ mình tưởng á ớt không à, Không, cái này ớt mà. nhưng mà nó để cái lẩu nè, để nấu lẩu á. Cái này giống như cái ớt này á, là mình xài đang Sao ăn nhưng mà với bún tại riêu. sao người ta có lộn không? Mẹ thấy là nãy giờ mẹ ăn mà nghĩ ớt không mà chứ không có cái feel Mày gì biết tại là sao nấu không? lẩu. Cái này nó là nếu mà mày đọc tiếng Mỹ á là nó gọi bằng fried chili paste, và nó với ớt nó nát ra cũng như hàng cái nước sauce Vậy hả? á. Tại con thấy có cái hai cái lẩu không để nấu lẩu canh Không, chua con này. không con nào con coi đồ phải không, con Nhưng mà có không khi người ta cũng dán lộn nữa. có đúng. Bữa đó mẹ mua cái hũ gạch cua. Mẹ mua cái hũ gạch cua. Nhưng mà tới hồi mẹ dở ra là hũ hũ gì đây này, không phải gạch cua mà là hũ tương gì á, nó dán lộn cái sticker đó con, nó dán lộn. Dạ, nhưng mà không biết cái này là ớt á, phải không? Tại vì con có ăn cái này nhiều lần nhiều lắm rồi, thì con biết. Nếu mà mẹ mở cái hũ này phải không? Mẹ thấy á, và nó Bữa nào mày nấu canh chua ấy, mày đúng. nói cho Nấu cái này cũng khui con. ngon, nhưng mà cái Chửi này mà là nó cay quá. tại cái này là bình thường mình bỏ vô súp á, thì nó sẽ bớt cay, phải không? Nó tan ra đó. Nhưng mà cái này con ăn bỏ vô thì nó sẽ cay dữ lắm, rồi cô phải ăn vậy. No quá cả nhà ơi, hai dĩa Hay gì mà mình ăn hết trước con trai mình luôn. á. Cả nhà mình thêm một cái chuyện mình nói cho cả nhà nghe, cả nhà biết cái trái này không, trái xoài. Trái xoài này cũng bể ở bên đây á, mình ăn xoài này không à, xoài Việt Nam á, thì xoài mà giống xoài Việt Nam mà màu vàng á cả nhà, thì ở đây cũng có mà hiếm lắm, mà làm như ở bên đây không biết ở đâu nó xuất qua đây á, nó không có ngon như ở Việt Nam nha cả nhà, thành ra mình chỉ ăn xoài này, nó thấy nó ăn nó ngon. Nhưng mà nếu trái xoài này mà nó chín á thì nó có cái sơ sơ sơ, mình ăn không có được ngon, nó ăn sống mà vừa vừa chín tới mà hơi sống sống mà vừa mềm mềm. Thì ở đây nè mình gọt thử cho cả nhà coi nè ha, trái xoài nó bự, một trái này là mua 1 đồng 50 sen, 1 đồng 50 sen một trái, thường thường nó bán có 1 đồng trái à, nhưng mà lúc này sau mùa dịch á cái gì cũng lên giá nè, nó còn sống sống gì nè là mình ăn nó thịt không à, nhưng mà nếu nó chín là nó thành cái xới cộng cộng gì nè, mình ăn không còn ngon nữa. Xoài này không có được ăn, xoài này không có được ăn xoài chín nha cả nhà, chỉ ăn hơi sống sống thôi. Không chưa, mà cho con miếng thôi. Không, chưa đâu. Tôi ngon Ăn rồi. cái này đã quá. Lâu lâu á, con mới ăn ớt cay vậy. Mấy ngày nãy thèm ăn đồ cay quá. Ăn cái món này cả nhà là phải ăn cay mới ngon. Nhưng mà ai mà có con nít á thì mình múc riêng ra Riêng. rồi mình để sốt sao cũng được. Thường thường á mình nấu món này á mình bỏ xúc xích vô, nấm gươm vô thêm nữa càng ngon, tại vì á có nấm gươm rồi có ớt chuông rồi có cái củ hành nữa, mình ăn nó không có ngán, bảo đảm luôn, ăn hoài được hoài không ngán nữa cả nhà, không ngán. Có nhiều món ăn mình ăn vô mình ngán, còn cái này mình dám bảo đảm với cả nhà là ăn là không ngán nữa cả nhà. Nhưng mà ăn cái này á là có đồ mình hãy cần nhớ đánh răng người phải không? Ăn cái này xong á ăn cay đã rồi kìa. Giờ ăn cái xoài này á nó mát và nó ngọt nữa. Xoài này nó giòn phải không? Nói tiếng Việt giỏi không cả nhà, con trai mình.
Thì thôi cái video mình nó cũng dài lắm rồi nha cả nhà. Mình xin kết thúc cái video của mình ở đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày bình yên, vui vẻ, hạnh phúc nha cả nhà. Xin cả nhà nhớ bấm nút like, chia sẻ, ủng hộ kênh của hai mẹ con mình nghe cả nhà. Mình sẽ làm nhiều cái clip tiếp theo nha cả nhà. Xin chào.